Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thật đúng là cơ duyên lớn. Thế nào, tăng cường được bao nhiêu rồi? Hơn 700 vạn. Chú Nguyên, có phải ngươi có kịch độc nào đó, có thể truyền nhiễm đúng không, hả? Ngươi đang nói cái gì vậy? Tại sao ở trên thiên dương của ta lại xuất hiện thứ này? Đó rõ ràng chỉ có trên thiên dương của ngươi mà thôi. Đúng là một người ở trong phúc mà không biết cố phúc. Ngươi mới có độc đấy. Khởi hành, chúng ta quay về. Một ngày sau, đội ngũ đã quay về thành trấn của Hỗn Nguyên Thiên. Thật không thể ngờ, lần này lại may mắn đến như vậy. Tất cả đều là vì Chu Nguyên Nguyên Não. Người lãnh đạo này của chúng ta có bản lĩnh mà chúng ta khó tưởng tượng được. Có thể đi theo hắn thật đúng là một cơ duyên. Tiếp theo, mỗi người hãy chỉnh đốn lại, đợi khởi động Quan Khí Đài vào lần sau. Vâng, đi nghe ngóng tình hình của các phương một chút. Thì ra đó là long trảo của Cửu Trảo Thiên Dương. Chuyện lớn như vậy còn nói với ta có động. Võ Thần Vực, Tử Tiêu Vực, Huyền Cơ Vực đều đã tìm thấy được một tổ khí chi mạch. Huyết Hải Vực tìm thấy chi mạch kia quá loãng cũng xem như là thất bại rồi. Vạn Tổ Vực thì sao? Nghe nói bọn họ đã gặp đủ loại gian nan hiểm trở, cuối cùng không lấy được gì. Tâm trạng của người ta hiểu. Cảm ơn người Chu Nguyên, người mới là lãnh tụ thích hợp nhất của đội ngũ Thiên Nguyên Vực này. Ngày hôm sau, thế lực của các phương hội tụ lại ở Quan Khí Đài. Người của Thiên Nguyên Vực đến rồi, nghe nói lần này bọn họ gặp may. Huyền Dương Huynh, lần này Thiên Nguyên Vực của ta có thể có được thu hoạch như vậy, cũng nhờ có người hết đấy. Ta ở đây đưa theo Thiên Nguyên Vực cảm ơn người. Chu Nguyên tên này đúng là quá tàn nhẫn, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Ai, người muốn chết cũng không dễ như vậy đâu.